Theo thống kê, toàn huyện Hòa Vang có 571 tổ dân cư ngập lụt nặng, 191 giếng khơi bị ngập. Ngay sau lũ rút, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, trường học, triển khai ngay công tác tiêu độc khử trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ. Tại trường Trung học Phổ thông Ông Ích Kim, Hòa Vang, ngay trong sáng nay, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên, công nhân viên ra quần làm sạch môi trường để bàn giao mặt bằng sạch cho khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS, Trung tâm Y tế Hòa Vang phun thuốc tiêu độc khử trùng nhằm chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại sau khi có chủ trương của lãnh đạo thành phố. Ngay sau khi nước rút thì lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tổ chức dọn lụt trong các phòng học và các phòng chức năng. Sau khi nước rút, chợ cũng là một trong những địa điểm cần phải thực hiện công tác tiêu độc khử trùng sau lũ. Ban quản lý các chợ huyện Hòa Vang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để phun thuốc tiêu độc khử trùng nhằm mục đích là tiêu diệt các mầm bệnh, vi khuẩn trong chợ để đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe cho tiểu thương và nhân dân. Sau một ngày ra quân phun thuốc tiêu độc khử trùng, khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS Trung tâm Y tế Hòa Vang đã phối hợp với trạm y tế các địa phương xử lý 14 điểm, ưu tiên trước mắt cho các trường học, chợ, những khu vực ngập lụt nặng, khử trùng tất cả giếng khơi bị ngập để người dân có nước sạch dùng cho sinh hoạt.